Đây là cái ngày mà chị Lâm Khánh Chi cùng chồng của mình sẽ công bố cái chương trình Yêu Là Cưới ha. Thì đây là cái lễ hội cưới tập thể dành cho cộng đồng LGBT lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Thì cái buổi công bố này sẽ diễn ra ngay sau đây ha cả nhà. Chương trình bắt đầu lúc 2 giờ và bây giờ là đúng 2 giờ thì rất nhiều cặp đôi đã đến đăng ký để lấy thông tin. Hello Nam, mới tới. Đây là quầy check-in thông tin của mọi người nha. Cái thằng ngồi. Thôi anh Tuân như cả nhà ơi, MC của chương trình đó. Nha mọi người, ba anh em. Xin phép được kể một câu chuyện cho mọi người nghe nhé. Năm 2012 có một sự kiện rất lớn, đó là một chàng hoàng tử, một chàng ca sĩ rất nổi tiếng, một người trong mộng của rất nhiều cô gái thời đấy, quay trở về từ Thái Lan ở dưới hình dạng là một nàng công chúa. Lúc đấy thì cô ấy giống như những người chị khác đã đi trước, cô ấy quyết định thay đổi vận mệnh của mình. Cô ấy không muốn trở thành một chàng hoàng tử
nhưng cô ấy muốn tìm lấy cho mình một chàng hoàng tử trong cuộc đời và sống hạnh phúc mãi mãi. Và từ một chàng hoàng tử Lâm Chí Khanh thì công chúa Lâm Khánh Chi đã bắt đầu xuất hiện. Cô ấy bỏ hết tất cả quá khứ của mình, vượt qua hết tất cả khó khăn, chỉ duy nhất giữ lại một điều, đó là lòng mê trai đẹp vô hạn. Và rồi thì sau rất nhiều chuyên chuyên diễn ra thì cô ấy gặp được chàng hoàng tử của cuộc đời mình. Và tháng 1 năm 2017 có sự kiện gì diễn ra mọi người nhớ không ạ? Mọi người nhớ không ạ? Nhớ. Là gì ạ? Đám cưới. Ồ, dạ, em cảm ơn chị Cindy. Thì một đám cưới siêu to khổng lồ đã diễn ra, làm chấn động từ Sài Gòn Chợ Lớn ra đến Bà Rịa Vũng Tàu. Và chị em thì quần áo áo váy vóc 5m, 7m đi súng xính để dự lễ hội và chung vui với nàng công chúa đấy. Từ đó thì cái cuốn sách cuộc đời của công chúa, cô ấy không phải viết một mình nữa, mà có một chàng hoàng tử với đôi bàn tay rắn chắc hơn, mạnh mẽ hơn nắm tay cô ấy và viết tiếp cuốn sách cổ tích của hai người. Đúng là một câu chuyện cổ tích và nhiều người mơ ước, với rất là nhiều hạnh phúc, chia sẻ, có rất nhiều khổ đau trong đó nữa, nhưng họ đã nắm tay nhau để vượt qua. Và từ ngày hôm nay thì họ sẽ viết tiếp những câu chuyện cổ tích khác, nhưng họ không viết cho họ nữa, họ viết cho những người khác, những con người xa lạ nhưng có cùng hoàn cảnh và xứng đáng được yêu thương. Và không để mọi người đợi lâu nữa, xin mời mọi người hướng về cuối khán đài để cùng chào đón chủ trì của buổi lễ ngày hôm nay, anh Trần Phi Hùng và chị Lâm Khánh Chi. Và rất cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian quý báu đến đây chung vui với Khánh Chi trong ngày họp báo này. Và mong rằng dự án của Khánh Chi sẽ được tất cả quý vị cũng như các anh chị đồng hành với Khánh Chi trong thời gian sắp tới. Xin vui được nhiều. Mọi người ơi, hôm nay mọi người có vui không? Hôm nay rất là nhiều anh chị mặc đồ rất là đẹp. Hôm nay các chị mời rất là đông, nhưng có lẽ là các anh chị trong các anh chị trong nghệ sĩ và cũng show đi quay hay là đi hát nên đến đây không có được như các chị mời là cũng đều rất là tiếc. Nhưng mà không sao, hôm nay có bao nhiêu mình sẽ chia sẻ bao nhiêu, và mong rằng tất cả cái buổi tất cả những ngày hôm nay là một ngày mà các chị cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc vì các chị đã làm được cho tất cả mọi người như là lời hứa của các chị. Điều đó các chị cảm thấy rất là hạnh phúc. Và hôm nay các chị cũng xin bí mật với tất cả mọi người là hôm nay là đúng là ngày sinh nhật của Khánh Sinh, của Khánh Chi. Và năm nay thì Khánh Chi đã có hai cái hai dự án nha. Khánh Chi tâm huyết đó là Thôi Noi con của Khánh Chi và làm một lời hồi cưới trực động của CPT. Chính vì vậy sinh nhật Khánh Chi và ông xã Khánh Chi được khép lại không có làm và tập trung cho hai cái dự án này. Và hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Khánh Chi nhưng mà không có tổ chức. Để tiền, để dành tiền để làm cho tất cả mọi người. Vì Khánh Chi
Và Khánh Chi chia sẻ tại sao Khánh Chi làm cái dự án này. Lúc Khánh Chi lấy chồng, lúc đó Khánh Chi rất là khổ, không có tiền. Và sau khi lấy chồng thì gia đình Khánh Chi, ba mẹ Khánh Chi mới giúp Khánh Chi, là có lẽ là Khánh Chi hạnh phúc rồi. Sau đó